vàng ở quán Bangkok, từ trên lầu tầng 18 này nhìn xuống, xe nó kẹt như vậy đây. Đây, kẹt xe như vậy nè. Wow, quá trời luôn. Xe ở Thái Lan này là chạy là bên tay trái, ba làn thì đều chạy bên tay trái hết, một làn bên kia thì cũng chạy trái ngược chiều lại, chứ không phải như bên Việt Nam mà chạy bên phải đó. Nhà cái nhà nhìn thấy không, hai làn xe bên đây đều bên tay trái, làn xe bên đây kẹt, làn xe kia là nó không kẹt. À, quá trời kẹt xe luôn. Wow, kẹt hết đoạn đường cả cây số luôn.